Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khoảng trống quyền lực hậu Nguyễn Phú Trọng Ngày 21 tháng 7, một điểm tuần báo của AFI tiếng Việt cho hay Việt Nam khoảng trống quyền lực nguy hiểm sau thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình điểm tuần báo của AFI. AFI cho biết đây là nhận định của tuần báo Pháp Korea International về sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày thứ Sáu 19 tháng 7 ở tuổi 80 để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong đời sống chính trị Việt Nam. AFI dẫn tờ báo tiếng Pháp trực thuộc thông tấn xã Việt Nam Li Courier du Việt Nam. Theo đó, một ngày trước khi ông Trọng qua đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông cáo cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạm thời điều hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị để có thể tập trung điều trị tích cực cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Chính trị trao cho ông Trọng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và tờ báo mạng Asian Sentinel có trụ sở tại Hồng Kông nói thêm rằng huân chương này thường chỉ để truy tặng. Theo AFI, thứ Sáu ngày 19 tháng 7, Asian Sentinel cũng là tờ báo ngoại quốc đầu tiên loan tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời trước khi báo chí nhà nước nhìn nhận. Cơ quan truyền thông này nhận xét, sau khi đẩy lui được một số đối thủ trước đại hội đảng năm 2016 và dù bị độc quỵ vào giữa năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nắm trọn quyền hành cho đến những tháng gần đây. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. AFI cũng cho biết tạp chí tin tức quốc tế của Mỹ The Diplomat nhắc lại rằng hồi tháng Giêng, ông Trọng đã không thể gặp Thủ tướng Lào và Tổng thống Indonesia. Việc Tổng bí thư không xuất hiện công khai khiến người ta đồng đoán sức khỏe của ông diễn biến xấu. Năm 2023, Nguyễn Phú Trọng đã phải hủy chuyến công du Hoa Kỳ. Theo Asian Sentinel, vào mùa xuân đã có những tin tức là ông Trọng làm việc trong một phòng dành riêng của khu hội sức ở Bệnh viện quân đội 108 Hà Nội. Ông thường qua đêm ở đó trong trường hợp cần chăm sóc khẩn cấp. Vẫn theo AFI, ngày 20 tháng 6, khi Putin đến Hà Nội, một tấm ảnh của tờ báo Nga Smooth News cho thấy Tổng bí thư phải ngồi dựa hẳn vào ghế, mà tờ báo Nhật Nikkei Ayshan cho rằng có thể do tác dụng phụ của thuốc. Báo chí Việt Nam không nói gì về tình trạng này. AFI dẫn tờ Nikkei Ayshan cho rằng từ nay đấu tranh quyền lực trong đảng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Hai nhà nghiên cứu Việt Nam trong một bài viết đăng trên web Singapore Fulcrum khẳng định, ông Trọng qua đời sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề cho tương lai chính trị Việt Nam với cuộc khủng hoảng kế nhiệm. Và đây là hình Tô Lâm, người được chỉ định điều hành công việc của đảng thay ông Trọng. AFI nhắc lại, lên làm tổng bí thư từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng có quyền lực chưa từng thấy trong gần 15 năm qua. Và một trong những lý do là ông không hề có tài tiếng gì. Đặc biệt, ông tung ra chiến dịch chống tham nhũng được mệnh danh là đốt lò, khiến hàng ngàn quan chức bị bắt hoặc cách chức, kể cả những nhà lãnh đạo cao cấp. Này ông trọng mất đi để lại một khoảng trống lớn. Afi cho biết thêm, nhiệm kỳ tổng bí thư của ông còn kéo dài đến năm 2026, tức đại hội đảng lần tới. Trang mạng Fulcrum của Singapore tự hỏi, từ nay cho tới lúc đó, chủ tịch nước Tô Lâm có tạm thời kiêm nhiệm? hay Bộ Chính trị sẽ bầu ra một tổng bí thư mới không? Ông Tô Lâm vốn là Bộ trưởng Công an, chờ đến tháng 5 đã đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng và chiến dịch này giúp ông có cơ hội loại bỏ các đối thủ trong cuộc đua thay thế ông Trọng, theo trang The Diplomat. Theo đó, Tô Lâm lên thay ông Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức hồi tháng 3 với cáo buộc vi phạm các quy định của đảng. Một tháng sau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng phải từ chức tương tự tờ Asian Sentinel nhận định, bây giờ chỉ còn mỗi một chứng ngại vật trên con đường trở thành tổng bí thư của ông Tô Lâm là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khoảng trống quyền lực Hậu Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng ra đi, đánh dấu chủ nghĩa Mark Lenin hoàn toàn thất bại. Ngày 21 tháng 7, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA Tiếng Việt có bài Lý thuyết gia Marxist cuối cùng. Tác giả nhận xét, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, sau gần 30 năm ngồi trong bộ chính trị, đã được bầu làm tổng bí thư 3 lần, vượt qua giới hạn hai nhiệm kỳ. Giống như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, ông Trọng đã loại trừ được các đối thủ chính trị bằng phong trào đốt lò chống tham nhũng để thành người lãnh đạo độc nhất và tối cao. Tác giả dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội. Di sản của ông ấy là một người tham quyền cố vị, kiên định với chủ nghĩa mác Lenin. Và đây là hình bài viết trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả Ngô Nhân Dụng cho biết, ông Trọng đã leo dần lên ghế tổng bí thư và kiên trì ngồi đó hơn một con giáp chính vì được tiến là người kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin. Ông Trọng cũng được tiến là người không ham làm giàu, kể cả thời gian làm bí thư thành ủy Hà Nội từ năm 2000 đến năm 2006. Tác giả cho rằng, trong thực tế, chính các đảng viên Cộng sản ở Việt Nam không còn ai tin và hiểu các lý thuyết mơ hồ của các mát. Muốn biện minh cho chế độ độc tài toàn trị để công an làm việc, cần một lý thuyết gia đứng ra hô khẩu hiệu. Vì lẽ đó, Ông thành một trong tứ trụ cầm đầu Đảng từ năm 2006 đến năm 2011. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là hô hào bảo vệ chủ nghĩa. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị cả đời để làm công việc này. Ông lầm lũi kiên trì tiến vào vòng trong của guồng máy Đảng. Các lãnh tụ khác vẫn lo thu nhập bỏ túi để khi về hưu có thể ngồi cái ghế bằng vàng đặt giữa nhà, hoặc áo gấm về làng khi chết được xây lăng mộ nguy nga. Tác giả nhận thấy ông Trọng chỉ đóng vai quan công phò nhị tẩu, thấp đuốt bảo vệ chủ nghĩa, chống đối kịch liệt diễn biến hòa bình và các cuộc cách mạng màu ở Bắc Phi và Đông Âu, chờ cơ hội leo lên cái ghế cao nhất. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Trọng có lúc cũng thú nhận, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội rất mù mịt đến hết thế kỷ 21 này, không biết Việt Nam sẽ tới đó hay chưa. Cho nên, khi lên chức tổng bí thư, ông bay qua Bắc Kinh ngay để diện kiến Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đạo. Ông Trọng theo sát Tập Cận Bình từng bước khoác cái áo mát Lenin lên mình như một lá bùa thiên. Tác giả nhận xét, ông Trọng biết không thể nào bảo vệ chế độ bằng các bài diễn văn đầy chữ nghĩa thánh hiền mà không còn ai muốn nghe. Cho nên, theo bài học của Lenin, muốn xây dựng đảng cần phải dùng bạo lực. Sau hai nhiệm kỳ, từ năm 2011 đến năm 2021, đáng lẽ Nguyễn Phú Trọng phải xuống ghế. Điều lệ đảng Cộng sản cũng quy định các lãnh tụ đến tuổi 65 phải về hưu. Nhảy qua cả hai chướng ngại đó, ông được tái cử nhờ đã phát động kế hoạch đốt lò từ năm 2013. Công cuộc đốt lò của Tổng Trọng đã làm chính ủy viên Bộ Chính trị của hai khóa 12 và 13 bị điều tra. 7 trong số 18 thành viên Bộ Chính trị khóa 13 bị đuổi ra ngoài. Trong đó, ông Đinh Đa Thăng bị bắt, hai chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, một chủ tịch quốc hội là Vương Đình Huệ phải từ chức. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm, người kế nhiệm ông Trọng. Tác giả dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại. Đây cũng là một sự thật mà ông vua khoác áo Mạc Lenin không tự mình nhìn thấy. Ông Tổng muốn đốt lò để lau rửa cho bộ mặt đảng sạch sẽ hơn, hy vọng sẽ được dân chúng tin tưởng. Nhưng khi bắt các quan chức từ chức, tống giam một số người, ông đều kết tội họ trước hết là không làm đúng nhiệm vụ của đảng viên. Ông nhân danh lực đảng chứ không dùng lực nước. Tuy nhiên tác giả đúc kết, chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn thất bại. Có chăng chỉ chặt các cành cây trên ngọn mà không đụng tới gốc rễ sinh đẻ ra nạn tham nhũng. Tất cả các chế độ độc tài đều tạo ra và nuôi dưỡng tham nhũng, hối lộ. Muốn trừ tham nhũng, phải đề cao luật pháp, tôn trọng và bảo vệ nền tư pháp độc lập. Đó là điều mà lý thuyết Mark Lenin không dạy ông Trọng. Con người kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin mang theo cả chủ nghĩa trống rỗng đó xuống lòng đất. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng ra đi đánh dấu chủ nghĩa Mark Lenin hoàn toàn thất bại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới